Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại với một video đại hội anh hùng vào tối ngày 13 tháng 1. Và trước mặt anh em chúng ta đã là hai cầu thủ, đó là Thiên Đớ cậu ba và Thiên Đớ cậu cả. Và có vẻ như nhìn sơ qua vừa rồi thì Khải đã ý rằng đó là một cái bong bóng và sẽ giao tranh với một đường môn nha anh em ơi. Liệu trận tranh chung kết của đại hội anh hùng ngày hôm nay ai sẽ lên ngôi quán quân anh em ơi. Và anh em chúng ta cùng vào khu vực bên trong để cùng chờ đợi xem trận đấu này sẽ ra sao anh em ơi. Đây, Thiên Đớ cầu 3 đó là một ạc đường môn. Và bên cầu thủ bên kia đó là Thiên Đớ cầu cả, là một cái bang này mời. Và trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu. Hiện tại đường môn Thiên Đớ cầu 3 đang đứng giữa đồ. Một bóng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng Thiên Đớ cầu 3 chỉ còn 1 phần 2 máu rồi thôi. Tiếp tục là pha bóng tiếp theo. Những đường bóng của Thiên Đớ cầu cả khá là đâu. Nếu như cố gắng dồn được hai bóng thì chúng ta có thể thấy rằng hai đam liên tiếp có thể cầu 3 đường môn sẽ nằm xuống. Và sau khi ăn được vài lùng đam khá tốt thì bây giờ Thiên Đớ cậu cả đã leo ngựa, cũng có thể nội gọi là câu đam này mà. Những đoàn bảo vũ Thiên Đớ cậu ba đang đứng bên giữa ấn đồ đam chưa hoàn toàn chính xác. Liệu có những đoàn thiên la đều vẫn ở vị trí này không? Những vị trí như thế này thì nên đánh thiên la thì khả thái nó khá hợp lý hơn. Đây là những đoàn bảo vũ bất mật định này mà. Và dồn đam pha rồi khá khéo léo đến từ vị trí của cậu ba. Sau khi biết được sự xuống ngựa của cái bang cậu cả thì cậu ba đành phải di chuyển khá hay. Một pha nữa là tranh khá tốt. Những đòn bảo vũ của đường môn khá đâu nha anh em ơi. Khoảng đến 2 đến 3 đam thì có vẻ như bên Thiên Đớ cậu cả cái bang chỉ còn khoảng tầm nửa máu mà thôi. Tính sơ qua thì lượng phòng thủ của Thiên Đớ cậu cả khá là cao. Chủ đam khá tốt. Những bóng khá rác nha, những bóng khá rác nha. Gì đây? What the hell? Ôi pha rồi bị lỗi này mà, sorry. Đứng hình em ơi. Đứng hình 3 giây, vãn rồi. Và anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho hai cầu thủ này một like và sự ủng hộ cho anh em ơi. Và xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh video của Khải và một like và sự ủng hộ cho anh em. Và sau một pha giao tranh vừa rồi thì Thiên Đớ cầu cả đã leo ngựa. Và chắc chắn là những pha tiếp tục là cầu đam. Tiếp tục dồn bóng, tiếp tục dồn bóng. Rồi trận đấu chúng ta tiếp tục bắt đầu. Ở đây mình để ý xem thì những đòn bóng của Thiên Đớ cầu cả khá rất. Và đây là một pha tiếp tục leo ngựa giao tranh. Tiếp tục leo ngựa để có thể né đam. Hiện tại Thiên Đớ cầu 3 vẫn chưa có những đòn thiên la ở vị trí này nè mà. Rất tiếc. Nếu mà xuất hiện những đòn thiên la thì chúng ta thấy rằng có thể bắt dính được cái bang này tốt hơn. Hình như cái bang đang tìm một sự bất ngờ nào đó. Đúng rồi, lại tiếp tục pha xuống ngựa nhưng mà cầu cả cũng đã phải di chuyển ra bên ngoài. Khá là hay. Tính sơ qua thì hai cầu thủ này theo dự định thì hai cầu thủ này cũng có phòng thủ khá cao. Không nói đến vị trí của Thiên Đớ cầu 3 thì chúng ta khả nghi chỉ có phòng thủ khá tốt. Đam bóng như vậy mà không thể nào đột tử được. Trận đấu khá hay giữa hai cầu thủ. Tiếp tục là nhung pha bóng dồn bóng đến từ vị trí của cầu cả. Đây là trong những giải đấu đại hội anh hùng vào lúc 7 giờ tối hàng ngày nha anh em. Anh em nào có tham gia những trận đấu như này anh em cũng biết nha. Và cứ ai lên ngôi quán quân thì sẽ nhận cho mình được một giải lóc một tịch, một tải thị kinh và một bộ thị tinh và vài viên tinh hồng nha anh em. Đó là một phần thưởng dành cho tất cả cầu thủ chiến thắng trong ngày. Phần thưởng lên đến hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Trời ơi, cứ 3 bóng anh em thôi. Cứ 3 bóng là bên Thiên Đớ cậu 3 có vẻ chỉ còn 1-2 máu thôi. Không biết là có dùng được bóng hay không. Tại vì phải ít nhất dồn được hai bóng thì mới có thể kết thúc được đường môn. Là những pha xấu ít được có thể bắt chân lại đường môn. Rồi, pha rồi có vẻ như là Khải không nhầm, có vẻ như là cái bàn đã win rồi thì phải. Pha rồi đường môn đã đứng lại chịu đa nhưng mà có vẻ không được ổn đây mà. Ai win đây? Ta cùng xem ai sẽ win đây. Pha rồi ai win đây? Thiên Đớ cậu cả win như này mà. Thiên Đớ cậu cả win. Thiên Đớ cậu cả win. Là có vẻ là cái bang win anh em. Cái bang win nha anh em. Đúng không mọi người? Đó. Rồi. Vậy rồi thì rất đáng tiếc dành cho cao thủ. Đáng tiếc dành cho cao thủ đường môn. Vậy rồi thì chỉ đứng lại một nhịp thì dính dồn bỏng phát một chết tại chỗ này mà. Và chúng ta xin chúc mừng Thiên Đớ cậu cả cái bang đã chính thức lên ngôi đại hội anh hùng vào tối ngày 13 tháng 1 anh em ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem những video BK ở những trận chung kết tiếp theo. Ở những video sau anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.